nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBNC. Tôi là Minh Vi, xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, đối thoại với lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, tính thuế giá trị tăng khống, áp thuế xuất nhập khẩu không đúng hay truy thu thuế bất hợp lý vẫn là những bức xúc chủ yếu được các doanh nghiệp phản ánh. Dù đánh giá cao những nỗ lực gần đây của cơ quan thuế, hải quan trong cải cách thủ tục hành chính, nhưng theo các doanh nghiệp, một số khâu thực thi vẫn còn rất nhiều bất nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đơn cử như việc tính thuế giá trị gia tăng trong luật tính thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay. Về thế giá trị gia tăng thì giá tính thuế thì được trừ cái chiết khấu thương mại, nhưng mà riêng về cái quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì không có đề cập vấn đề đó, cho nên trong quá trình thực hiện là doanh nghiệp cũng rất là lúng túng. Thì vừa rồi đây thì được biết rằng là Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là có văn bản trả lời cho doanh nghiệp là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là được khấu trừ cái chiết khấu thương mại. Tuy nhiên rằng gần đây nhất vào ngày 10 tháng 11 năm 2016 này thì Tổng Cục Thuế có cái văn bản là trả lời cho Cục Thuế Hải Phòng là đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì doanh thu tính thuế là không được trừ chiết khấu thương mại. Như thế là giữa cái Tổng Cục Thuế cũng như Cục Thuế địa phương là có vấn đề bất nhất. Một số doanh nghiệp cũng bức xúc vì cơ quan thuế áp thuế mặt hàng doanh nghiệp nhập khẩu thời gian dài, sau đó cho rằng việc áp này không đúng và tiến hành kiểm tra, truy thu thuế, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đại diện Tổng cục Thuế, các bức xúc của doanh nghiệp đối với các vấn đề áp thuế hay truy thu, truy hoàn thuế, giá trị gia tăng hiện nay không hẳn chỉ nằm ở năng lực hay trách nhiệm của cơ quan thực thi. Về thực hiện thì phải nói là ở hai vế, một vế là cái việc mà làm cái thủ tục hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp và cái việc thực hiện của doanh nghiệp mua bán hóa đơn đầu vào là có đúng hay không, thực tế có hoàn không và có xuất khẩu hay không. Cái vế thứ hai mới là thực hiện là của công chức thuế. Có những trường hợp nếu doanh nghiệp nói là chậm, rồi nói là khó khăn. Thế nhưng mà ngược lại cơ quan thuế là cán bộ thuế, đồng chí cục phó cục thuế như mình đã chứng minh luôn là 17 cái doanh nghiệp mà khi mà đầu vào mua hóa đơn đầu vào thì là những doanh nghiệp bỏ trốn, đấy, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, sắp tới sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để cải tiến công tác quản lý thuế, quản lý hải quan. Vào ngày hôm qua, đại diện 5 nhà mạng di động đã ký cam kết sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc kiểm tra, thu hồi và xử lý các SIM kích hoạt sẵn trên thị trường. Theo đó, chiến dịch này sẽ được diễn ra trong suốt một tháng tới. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, việc thanh tra xử lý số SIM được kích hoạt sẵn trên thị trường sẽ được tiến hành từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 2016. Trong quá trình thanh tra, các doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý kinh doanh SIM thẻ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Trong đó, mức phạt thấp nhất là từ 2 đến 5 triệu đồng dành cho các đại lý chấp nhận đăng ký thông tin kích hoạt SIM cho khách mà không có giấy chứng minh nhân dân. Và mức phạt cao nhất là từ 10 đến 20 triệu đồng cho hành vi kinh doanh sử dụng SIM đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần bẻ SIM. Trước đó, đại diện các nhà mạng cũng đã ký cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý các SIM kích hoạt sẵn nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác. Các nhà mạng đã xác định được hơn 12 triệu thuê bao di động có dấu hiệu kích hoạt sẵn và đã thực hiện khóa 10,7 triệu SIM kích sẵn. Riêng tại Hà Nội, địa phương này đã thống kê được hơn 15.000 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho hơn 12.000 số điện thoại trong tổng số trên. Thưa quý vị, như thông tin mà chúng tôi đã đưa, Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị cho việc đưa thịt heo có dán tem truy xuất nguồn gốc ra thị trường. Chưa dám khẳng định việc truy xuất sẽ đảm bảo cung cấp 100% thịt heo sạch an toàn cho thị trường, nhưng đại diện Sở Công Thương cho biết việc thực hiện sẽ làm tiền đề để thành phố hướng đến mục tiêu này. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây của chúng tôi với ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương để hiểu rõ hơn về đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo mà Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai. Thông thì xin cho biết là cái đề án nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác triển khai đã như thế nào rồi? Thưa chị, đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn triển khai rất là khẩn trương. Chúng tôi đã triển khai và chia sẻ tất cả những nội dung thông tin dự án đến tất cả các chủ thể liên quan trong quá trình kinh doanh và nhận sự đăng ký tham gia của các chủ thể. Tới giờ phút này thì chúng tôi đã nhận được đăng ký của 24 cái công ty trang trại, công ty doanh nghiệp với gần 1.000 trang trại tham gia vào trong đề án này, của 17 cái cơ sở giết mổ, của hai chợ đầu mối lớn của Thành phố Hồ Chí Minh là Bình Điền và Hóc Môn, nơi cung cấp 80% lượng thịt heo của thành phố, của 4 chợ bán lẻ tại quận Nhất và quận Năm, cùng với hệ thống hiện đại và tổng tất cả các cái điểm bán lẻ của hệ thống phân phối hiện đại đã hơn 338 cái điểm bán.
Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi cũng đã hoàn tất cái giai đoạn cuối cùng, hoàn chỉnh các cái ứng dụng, hoàn chỉnh các cái hạ tầng kỹ thuật và sẽ triển khai lắp đặt vào tuần sau để sẵn sàng cho cái việc test chạy thử chương trình. Và hiện nay chúng tôi từ đây đến cuối tháng 11 là sẽ chốt lại cái danh sách đăng ký, kết thúc cái việc đăng ký tham gia cũng như là tiến hành tập huấn cho tất cả các chủ thể tham gia, kể cả cơ quan thú y có liên quan đến quá trình giám sát, để bảo đảm là chương trình sẽ vận hành chính thức vào ngày 10 tháng 12. Thưa ông, thì qua cái quá trình triển khai thì từ phía các cái tiểu thương, các cái hệ thống phân phối thì như Sở Công Thương có thông tin thì hiện nay thì cái số lượng mà các đơn vị mà tự nguyện tham gia chương trình này thì ở một số cái chợ đầu mối thì cũng còn gọi là chưa có đạt đến mức là 100%. Vậy thì liệu rằng là cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà chúng ta triển khai cái đề án này sắp tới hay không? Đối với hai chợ đầu mối thì tại chợ đầu mối Hóc Môn chúng tôi đã nhận được cái đăng ký của 100% các cái thương nhân tham gia. Tại chợ đầu mối Bình Điền thì quá trình vẫn còn đang tiếp tục. Tới giờ phút này thì chúng tôi đã nhận được đăng ký của 60% các cái tiểu thương. Phần 40% còn lại chúng tôi vẫn tiếp tục vận động. Do cái đặc thù của chợ Bình Điền là vừa có cái đan xen giữa thương nhân kinh doanh heo mảnh và thương nhân kinh doanh pha lóc thì cần phải có một thời gian giải thích và vận động họ tiếp tục. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất đây là đòi hỏi của thị trường, đây hỏi đòi hỏi của người tiêu dùng. Chúng tôi đang thông qua các cái hệ thống chính trị để làm sao tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi chương trình này đến cho người dân, để làm sao mỗi người tiêu dùng vì sự an toàn của chính bản thân mình và gia đình mình thì khi đi mua hàng thì phải yêu cầu đơn vị bán hàng phải tham gia có tem truy xuất trên miếng thịt mình mua. Và chính cái đòi hỏi của thị trường, đòi hỏi của người tiêu dùng nó sẽ làm cho các cái người kinh doanh, các cái thương nhân phải thay đổi. Vì nếu anh không bán cái miếng thịt heo mà có khả năng truy xuất thì sẽ không được sự ủng hộ của người tiêu dùng, hay nói khác là sẽ không bán được hàng. Cho nên tôi nghĩ rằng các cái thương nhân họ sẽ dần dần qua quá trình giải thích họ sẽ hiểu, họ sẽ tham gia. Như ông cũng nói thế là cái việc truy xuất nguồn gốc là cái đòi hỏi của thị trường. Tuy nhiên thì đứng ở góc độ người tiêu dùng thì với tôi thì cái chuyện mà mua một miếng thịt heo không chỉ là muốn biết được cái nguồn gốc xuất xứ của nó, nhưng mà vấn đề là muốn biết được rằng là nó có thực sự an toàn hay không. Vậy thì với cái đề án truy xuất nhận diện này thì liệu rằng là người tiêu dùng khi mua những cái thịt heo có truy xuất nguồn gốc như vậy thì họ có yên tâm được rằng là cái thịt heo đó được đảm bảo về mặt chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm hay không? Đề án này của thành phố được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn một là chúng ta thực hiện truy xuất từ trang trại tới bàn ăn, từ cổng trang trại tới bàn ăn, để chúng ta tạo ra một cái thói quen mới trong người, trong tiêu dùng cũng như trong kinh doanh. Tất cả chúng ta đều phải cập nhật thông tin và bảo đảm hàng hóa có xuất xứ rõ ràng từ trang trại nào. Và ở giai đoạn một chúng ta vẫn có sự sàng lọc của ngành nông nghiệp và ngành thú y. Không phải tất cả những trang trại đăng ký tham gia chương trình đều được tham gia, mà tất cả những trang trại đó sẽ chịu sự giám sát và kiểm tra của ngành thú y, của ngành nông nghiệp. Anh đủ điều kiện chăn nuôi, anh khai báo cái quy trình rõ ràng thì mới được đăng ký tham gia chương trình. Và cuối cùng, trong quá trình tham gia, nếu anh không chú trọng gìn giữ thương hiệu thì anh cũng sẽ bị loại khỏi chương trình. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 21 tháng 11, hành khách ở Hà Nội, Đà Nẵng và các thành phố khác ở châu Á bay đi Hồng Kông với hãng hàng không Ryanair sẽ chứng kiến sự thay đổi diện mạo mới của hãng hàng không uy tín này. Tại lễ công bố thay đổi thương hiệu, mới đây ông Chris Vandenhoeven, giám đốc quốc gia hãng hàng không Cathay Pacific cho hay, từ tháng 1 năm 2016, hãng hàng không Dragon Air chính thức được đổi tên thành Cathay Dragon
Và mới đây, hãng đã chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Sắc đỏ của Dragon Air vẫn được Cathay Dragon kế thừa và biểu tượng con rồng truyền thống của Dragon Air vẫn hiện hữu trên phần đầu máy bay trong thiết kế mới. Khác biệt nổi bật nhất là logo ở đuôi máy bay của Cathay Dragon, được thiết kế lại giống hệt nét cọ vẽ cách điệu của Cathay Pacific, chỉ khác là màu trắng trên nền đỏ. Diện mạo mới của Cathay Dragon được thay đổi để đồng nhất Cathay Dragon với Cathay Pacific. Theo kế hoạch, đến năm 2019, toàn bộ đội bay gồm 42 máy bay Airbus của Cathay Dragon đều sẽ mang màu sắc và logo mới. Có một số lý do đằng sau việc thiết kế lại logo, nhưng tôi nghĩ rằng lý do quan trọng nhất đóng vai trò thúc đẩy việc thay đổi logo lần này của Cathay Dragon là để gắn kết chặt chẽ hơn với Cathay Pacific, mang đến cho khách hàng quốc tế cũng như khách hàng truyền thống ở thị trường Trung Quốc đại lục một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai hãng hàng không lớn. Cũng theo ông Chris Vandenhoven, sự thay đổi này nhằm củng cố danh tiếng và sức mạnh của Cathay Pacific và Cathay Dragon, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm hai hãng hàng không về chung một nhà. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai hãng bay Cathay Pacific và Cathay Dragon sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng của cả hai hãng. Hiện Cathay Pacific và Cathay Dragon có mạng lưới đường bay lên đến 180 địa điểm tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một trải nghiệm bay tốt đẹp cho khách hàng của cả Dragon Air và Cathay Pacific. Vì vậy, bất kể là trên chuyến bay, tại sân bay hay là chương trình khách hàng thường xuyên Asia Smile, tất cả những quyền lợi này của khách hàng đều được tích hợp trong gia đình chung của hai hãng hàng không chúng tôi. Cathay Pacific và Cathay Dragon hiện khai thác mỗi tuần 35 chuyến bay kết nối Việt Nam với Hồng Kông và 125 chuyến bay từ Hồng Kông đến 8 thành phố tại Bắc Mỹ. Nhân dịp công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, Cathay Pacific và Cathay Dragon đã tung ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng đi Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hồng Kông trong thời gian tới. Đồng thời, công bố chương trình bảo lãnh visa cho khách hàng bay với hãng. Trường hợp khách hàng bị từ chối visa nhập cảnh ở nước đến vì một lý do nào đó, hãng sẽ hoàn trả lại tiền vé cho khách hàng. Tiếp nối thành công của sự kiện lần đầu công bố dự án Saigon South Residence vào cuối tháng 10 thu hút hơn 1.000 người tham gia, lễ công bố đợt 2 đưa ra thị trường tòa nhà hướng sông của dự án Saigon South Residence vào cuối tuần qua ngày 27 tháng 11, tiếp tục nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 900 căn hộ được tiêu thụ chỉ sau 2 tháng giới thiệu dự án ra thị trường. Ngay từ sáng sớm ngày 27 tháng 11, rất đông khách hàng đã đến tham dự sự kiện công bố đợt 2 dự án Saigon South Residence. Theo thống kê sơ bộ của công ty Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư dự án, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lượng khách hàng có mặt tại sự kiện đã vượt con số 1.000. Đợt này, chủ đầu tư mở bán các căn hộ hướng sông đầu tiên thuộc tòa nhà C của dự án. Do lượng căn hộ mở bán có giới hạn, nhưng với hơn 1.000 khách đăng ký đặt chỗ, chủ đầu tư phải tiến hành bốc thăm chọn quyền mua căn hộ để tạo sự công bằng, mỗi người trúng thăm chỉ được mua một căn. Tôi là cái người đầu tiên mà được xướng tên, được lựa chọn đầu tiên để mà mua cái sản phẩm của căn hộ Saigon South Residence, làm cho tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Tôi không nghĩ bao nhiêu người mà lại tên của tôi là cái tên đầu tiên. Cái dự án Saigon South Residence nó có nhiều cái yếu tố mà làm cho tôi và nói rất là tâm đắc. Đã vị trí tốt rồi mà lại cái nhà đầu tư xây dựng nó có thương hiệu. Ngoài 321 căn hộ tòa C, đợt này Phú Mỹ Hưng cũng chào bán 79 căn tòa B. 72% căn hộ ra mắt đợt này là loại 2 phòng ngủ, diện tích sử dụng 60-70m². Phần còn lại là loại 3 phòng ngủ, diện tích trên 90m². Chủ đầu tư cho biết, 90% trên tổng số 400 số căn hộ của dự án Saigon South Residence trong đợt 2 đưa ra giới thiệu sáng ngày 27 tháng 11 đã được đặt mua. Trong đó, tất cả căn hộ hướng nhìn sông và đô thị Phú Mỹ Hưng của tòa nhà C đều được khách chọn ngay. Tất cả các cái dự án ở Phú Mỹ Hưng nó đều gần, rất là gần với thiên nhiên. Về an ninh ở đây thì rất là tốt và phù hợp với lại trẻ con ở trong nhà. Cái thứ hai nữa là tôi thấy các cái tiện ích mà xung quanh các cái khuôn viên mà đi bộ hay hồ bơi hoặc cái không gian xanh ở xung quanh thì tôi rất là thích cái không gian ở đây. Ngoài mức giá phù hợp khoảng 2 tỷ đồng một căn, dự án Saigon South Residence còn sở hữu một ưu điểm nổi trội khác là lịch thanh toán dài hạn lên đến 38 tháng kể từ lúc đặt cọc đến khi nhận nhà, với khoản thanh toán tương ứng là 50% giá trị căn nhà. Vị trí hàng tháng chỉ từ 1%, tức là khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, người mua căn hộ còn được chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất cho khoảng 30% giá trị căn hộ khi vay vốn tại ngân hàng Vietinbank. Đây là những yếu tố giúp dự án thu hút một lượng lớn khách hàng, nhất là các gia đình trẻ lựa chọn an cư tại Saigon South Residence. Tôi nghĩ là sắp tới thì nhà nước sẽ đầu tư cái cơ sở hạ tầng giao thông rất là tốt, nên là cái dự án này sẽ là cái dự án chiến lược, nên là tôi đã quyết định chọn cái dự án này. Dự kiến, dự án Saigon South Residence sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, trùng với thời điểm nhiều công trình hạ tầng giao thông khu Nam sẽ đi vào vận hành. Do đó,
cư dân sở hữu nhà tại dự án sẽ được thụ hưởng trọn vẹn 69 tiện ích nội khu và ngoại khu vượt trội, trong đó có những tiện ích chưa bao giờ xuất hiện trong những công trình căn hộ trước đó ở Phú Mỹ Hưng. Thưa quý vị, sau khi gia nhập thị trường Việt Nam bằng việc mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Chris Easton vào tháng 6 năm nay, thì đến ngày 29 tháng 11, tập đoàn bảo hiểm FWD đã chính thức đánh dấu hoạt động tại Việt Nam với việc thành lập trụ sở chính ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt của FWD, một tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng của châu Á, mang đến một làn gió mới và cả những thách thức mới trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt. Có một thực tế là thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang có sự thống trị rõ rệt của những tên tuổi lớn nhiều năm qua. Tuy nhiên, đi kèm với thách thức đó thì tiềm năng từ một thị trường bảo hiểm đang tăng tốc mạnh với tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm nay đã lên đến gần 40.000 tỷ đồng, được xem là đòn bẩy để một tân binh như FWD mạnh dạn bước vào thị trường Việt Nam. Theo ông Anantharaman Sinharan, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, ngoài việc đặt trụ sở chính ngay tại trung tâm đô thị năng động, tòa nhà Diamond Plaza, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, FWD còn kỳ vọng xây dựng một thương hiệu khác biệt, giúp khách hàng có những trải nghiệm mới về ngành bảo hiểm và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Trong đó, một trong những nền tảng quan trọng để FWD tự tin bứt phá trước sự cạnh tranh gay gắt của hàng chục tên tuổi đã định hình trên thị trường hiện nay, chính là việc tập trung phát triển một hệ thống công nghệ số tiên tiến nhất, phù hợp với nhu cầu của thế hệ mới, đồng thời khai thác một thị trường trẻ đầy năng động của Việt Nam. Ngày xưa thế hệ già như thế này thì khi mình mua cái gì đó mình có thể đợi 2-3 tuần để mà công ty bảo hiểm họ gửi hợp đồng về nhà rồi họ giải thích sau, nhưng mà thế hệ mà trẻ bây giờ thì bất kỳ họ muốn mua cái gì thì họ muốn có liền lập tức, nắm trong tay lập tức, hoặc là báo về cái điện thoại của họ lập tức. Thì mình phải làm như thế nào để tận dụng cái digital platform, những cái công nghiệp số để mà tạo được những cái dịch vụ, những cái sản phẩm, cái cách phục vụ khách hàng phải như thế. FWD là tập đoàn bảo hiểm được thành lập từ năm 2013, có mạng lưới hoạt động tại nhiều thị trường lớn của châu Á như Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Philippines, v.v. Trên nền tảng công nghệ số, Việt Nam là một trong những thị trường giúp FWD thực hiện tầm nhìn trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu châu Á, bỏ lại sau lưng những cách thức hoạt động truyền thống và góp phần thay đổi cách cảm nhận của mọi người về ngành bảo hiểm. Tiếp nối với bản tin FPNC tối nay thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thế giới đáng chú ý như sau. Quý 3 năm 2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt nhất trong vòng 2 năm qua. Thực hiện tái cấu trúc hãng hàng không Airbus cắt giảm hơn 1.000 nhân sự tại châu Âu.